Hiện nay do nhu cầu muốn mở rộng diện tích đất ở, nhiều hộ gia đình có mong muốn xin chuyển đổi đất hoa màu thành đất thổ cư, từ đó xây dựng và sinh sống trên mảnh đất này. Vậy liệu theo quy định pháp luật, đất hoa màu có được chuyển đổi sang đất thổ cư hay không? Và nếu được phép chuyển đổi thì cần lưu ý những điều gì? Để giải đáp những thắc mắc này, Phố Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Quang Hưng, văn phòng luật sư BQH và Cộng sự trong tiểu mục Q&A ngay sau đây. Thưa luật sư, là luật sư có thể chia sẻ cụ thể là đất hoa màu là gì và đất hoa màu liệu có thể chuyển đổi thành đất thổ cư hay không? Đất hoa màu ở đây chúng ta hiểu là đất nông nghiệp. Khi mà gọi là đất nông nghiệp thì có thể là trồng lúa hoặc trồng các cái cây lâu năm khác, hoặc là trồng các cái cây dài hạn như là có thời hạn thu hoạch là dưới 5 năm. Thì chúng ta hiểu rằng là đã là đất nông nghiệp là đất sản xuất kinh doanh. Thế thì đất sản xuất kinh doanh trong các cái trường hợp mà có thể chuyển đổi thành mục đích nhà ở hay không thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào quy hoạch của cái địa phương đó. Ví dụ như tại cái địa phương, cái tỉnh đó thì người ta quy hoạch cái khu vực đó hiện đang là đất nông nghiệp hoặc là đất trồng cây lâu năm chẳng hạn, thì sẽ được chuyển đổi thành đất ở. Thì trên cơ sở các cái quy hoạch đã được vạch sẵn thì người dân có thể làm cái thực hiện cái thủ tục là xin chuyển đổi cái mục đích đất. Vậy khi chuyển đổi từ đất hoa màu sang đất thổ cư thì người dân cần lưu ý những điều gì, thưa luật sư? Thì người dân cần phải chú ý rằng là các cái diện tích đất đấy là được mình sử dụng một cách hợp pháp. Đất đầu tiên, ưu tiên số 1 sẽ là đất là có sổ đỏ. Cái thứ hai là trường hợp là đang chưa được cấp sổ đỏ nhưng đang là quá trình sử dụng hợp pháp lâu năm và không có tranh chấp khiếu nại về đất đai. Thì trên cơ sở những kê khai đất mà được cơ quan nhà nước chấp nhận thì người dân có thể làm thủ tục xin chuyển đổi thành đất ở. Thì tôi cho rằng là ngoài những yếu tố đó thì người dân cũng phải tính toán đến các cái gọi là kinh phí. Trong nhiều trường hợp thì nếu mà chúng ta có những khả năng tài chính có thể nộp cái tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất sớm để tránh cái trường hợp là cái giá trị về cái tiền sử dụng đất có thể thay đổi trong tương lai, thì đấy sẽ là những cái cơ sở rất tốt để cho người dân được sở hữu những cái tài sản của mình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của luật sư đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương phải có giải pháp và đẩy nhanh xử lý vướng mắc, còn doanh nghiệp cơ cấu lại dòng tiền sản. ...82 dự án này để khớp nối, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040. Thưa quý vị, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030. Chính vì vậy, rất nhiều chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo động lực phát triển kinh tế Việt Nam 2023, nhất là tháo gỡ những khó khăn hiện nay của thị trường bất động sản.
Bất động sản là ngành đang đóng góp 11% GDP, có quan hệ mật thiết với nhiều ngành nghề, tạo ra nhiều việc làm. Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường này gặp nhiều khó khăn, giao dịch giảm mạnh, nhiều dự án ngừng trệ, không tiếp tục triển khai do đòi vốn từ đầu năm nay. Theo nhiều chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường bất động sản vừa qua khó khăn là tắc nghẽn dòng vốn. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản còn phải đối mặt với trở ngại như lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ và thủ tục đầu tư pháp lý của dự án. Đây sẽ là thời điểm để các doanh nghiệp tái cơ cấu lại, tìm nguồn hàng thích hợp để chờ thị trường ổn định trở lại. Chúng ta hình thành các cái dự án và tung sản phẩm ra ngoài thị trường, thì cái việc mà phân tích nhu cầu của thị trường đó là một cái việc hết sức là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái cơ cấu cái sản phẩm trong cái doanh nghiệp của mình nó cũng phải ổn. Và cái thứ ba nữa là cái dòng tiền để chuẩn bị cho việc thực hiện dự án cũng phải được đảm bảo. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta không bị cắt ngang cái dòng tiền khi dự án. Theo các chuyên gia, các cơ quan quản lý cần ra soát việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường địa ốc an toàn. Theo cá nhân của tôi thì địa điểm rơi mà nó thị trường nó bắt đầu và phục hồi và phát điểm đi lên thì đâu đó nó khoảng tầm có thể là quý 3, nếu chúng ta gỡ được các nút thắt về mặt thị trường thì thị trường nó sẽ bình ổn về các cái nguồn tiền, tại vì dòng tiền bây giờ hiện tại là đang ở dòng tiền khó, các doanh nghiệp vẫn tiếp cận khó với dòng tiền, và một số chính sách liên quan đến việc là giải quyết các cái dự án đang bị tồn đọng. Vài năm sau tôi đã nói rồi, tinh thần vẫn là những cái mục tiêu ấy và linh hoạt, bám sát tình hình, phối hợp chính sách cho tốt, mặc dù dư địa của chính sách tiền tệ không còn nhiều. Cái nữa tôi phải nhấn mạnh, ngay cả dư địa chính sách tài khoá, cái gói 350.000 tỷ cũng không còn nhiều thời gian để thực hiện. Tốt nhất là nửa đầu năm tới và chậm là trong 3 quý. Song song với đó, chính các doanh nghiệp bất động sản cũng cần chủ động cơ cấu lại các phân khúc khách hàng, thời hạn phương thức thanh toán để có thể thuận lợi cho khách hàng, người dân. Khi sản phẩm bất động sản có thanh khoản, doanh nghiệp sẽ chủ động được nguồn vốn, giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn ngân hàng phát hành trái phiếu. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp diễn tình trạng nhiều tòa chung cư tái định cư vắng bóng người ở từ nhiều năm, năm này qua năm khác, dẫn đến tình trạng khuôn viên khu chung cư xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đơn cử như tại dự án 56 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, dù đã hoàn thành từ năm 2017, thế nhưng đến nay vẫn chưa được sử dụng. Công trình xuống cấp, đường vào chưa hoàn thiện, rác thải thì được người dân chất đống ngay trước cửa dự án. Hàng rào chắn xung quanh cũng không còn được nguyên vẹn, là thực trạng tại dự án ngõ 156 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Công trình 15 tầng nổi này do Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai là chủ đầu tư và được khởi công từ năm 2012 và hoàn thiện vào năm 2017. Tuy nhiên, sau 5 năm đến nay, vẫn không có người ở. Và mới đây, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 về nguyên nhân nhà ở tái định cư còn bỏ hoang, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng nguyên nhân là do người dân không có nhu cầu tái định cư, đồng thời các chính sách an sinh xã hội sau khi tái định cư chưa được quan tâm. Vị trí các dự án tái định cư chưa thuận lợi trong giao thông, tiện ích nên bỏ hoang. Rõ ràng quản lý sử dụng quỹ nhà tái định cư đang là vấn đề lớn. Ngoài thực trạng dự án xây dựng rồi phơi mưa nắng là nhăn nhản, sai phạm trong hợp đồng thuê nhà, hệ thống kiosk tầng 1 không gian dùng chung tại các dự án chung cư để được đưa vào sử dụng. Thống kê cho thấy, trong tổng số 199 tòa nhà chung cư tái định cư với 17.957 căn hộ, đã có tới 650 căn hộ có vi phạm khi đơn vị quản lý tự ý cho các hộ vào ở mà chưa ký hợp đồng, chưa nộp tiền thuê nhà.